khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa bình thường 100-250 24 giờ, có nơi trên 324 giờ, năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 16 độ C. Thời tiết các khu vực trên cả nước. Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi trên 25 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Xem bài gốc tại đây.